Yo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng đã quay trở lại với Cẩm Nang Vainglory. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về lên đồ support như thế nào. Đầu tiên, đó là cách lên đồ đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ lên đồ như thế nào? Những cái đồ ưu tiên chúng ta ở ô phòng thủ, ô thứ tư, chúng ta có những đồ lên đồ đầu tiên. Tôi sẽ chỉ giải thích về những đồ support và một số đồ phụ trợ support. Một số đồ anh em đi lên rừng có thể lên bình thường. Vật phẩm đầu tiên đó là suối nguồn tươi trẻ. Suối nguồn tươi trẻ thì sao nhỉ? Suối nguồn tươi trẻ thứ nhất là chúng ta có cái nội tại từ đồ như là máu 400 cộng 40 giáp vật lý cộng 40 giáp phép. Đấy là cái đồ chúng ta đã được hưởng từ cái vật phẩm này. Thứ hai đó là cái kích hoạt của nó tức là các bạn có thể hồi máu cho đồng đội ở xung quanh mình đủ 5 người, đúng không? Đồng minh gần bên sẽ hồi 2,5 máu với mỗi phần trăm lượng máu đang mất trong 3 giây. Sau khi chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ mất 75 giây để hồi chiêu này. Suối nguồn tươi trẻ còn có thể hồi cho cá nhân và đồng đội. Ngoài cái trường hợp đồng đội chúng ta hết máu ra thì chúng ta hết máu chúng ta vẫn được hồi anh em nhá. Tức là vừa để bảo vệ cho bản thân và vừa cho đồng đội. Đó là một cái đồ rất hữu ích và là đồ ưu tiên số 1 của support. Đồ thứ hai chúng ta đến với đó là lò ma thuật. Lò ma thuật thì nội tại chúng chỉ cho chúng ta cộng 550 máu thôi. Đó, nó được liên lên bởi cái khiên phản xạ và quả tim rồng. Khi kích hoạt thì chúng ta sẽ tạo được khiên chắn cho bản thân. Đó, khiên chắn này sẽ cản trở tất cả mọi kỹ năng khống chế từ kẻ địch. Mọi kỹ năng khống chế từ bất cứ thứ gì trong thời gian có hiệu lực và đồng đội cạnh bên bạn khi bạn được kích hoạt thì đồng đội cạnh bên cũng được hưởng cái hiệu ứng từ vật phẩm này. Đó là đồ có thì các bạn ưu tiên lên luôn đối với những kẻ địch có những hero khống chế cao ví dụ như là Sylas, ví dụ như là Caitlyn có nhiều choáng đúng không ạ? Ví dụ như Lorelai nhiều choáng hay là Charm Walker, Six rất nhiều ký hiệu ứng khống chế mà support team bạn hoặc là những cái hero đặc biệt chúng ta có thể lên. Với cái đồ mà chúng ta ưu tiên cho mỗi trường hợp đánh thì tôi nếu như các bạn chơi những hero thuần về phòng thủ và búp thì chúng ta sẽ lên cái khiên thần tốc. Tại sao lại lên khiên thần tốc? Khiên thần tốc giúp chúng ta hồi máu và máu chắn của chúng ta sẽ mạnh hơn 15%. Máu hồi máu và máu chắn là gì? Máu chắn là cái máu giáp màu trắng mà các bạn được búp ấy ạ. Đó là Adam dùng chiêu 1 vào các bạn, đúng không? Adam chúng ta chơi Adam chúng ta búp giáp cho đồng đội được một cái lượng máu đấy thì lên vào phẩm này chúng ta sẽ được cộng thêm 15% nữa. Và cái nội tại của nó sẽ là hồi máu và máu chắn tăng tốc độ di chuyển cho đồng minh khác trong 2 giây. 10 giây thời gian hồi mỗi hero. Tại sao khi các bạn hồi máu này, đúng không? Và máu chắn ví dụ như Adam búp máu chắn hay Aragio búp máu hay là Grace búp máu cho đồng đội bằng ulti hay đơn giản các bạn kích hoạt suối nguồn tươi trẻ hay các bạn kích hoạt lò ma thuật thì đồng đội được hưởng thêm 15% cộng thêm với được tăng tốc độ di chuyển trong 2 giây nhá. Đấy là một cái lợi thế của vật phẩm đó là khiên thần tốc. Và nội tại của vật phẩm đó là 400 máu cộng thêm 30 giáp vật lý và giáp phép 15% hồi chiêu. Vâng. Nhưng các bạn nhớ rằng hồi chiêu của chúng ta chỉ được tăng thêm tối đa là 35%, các bạn nhớ nhá. Thứ hai đó là cờ ma thuật. Cờ ma thuật là một vật phẩm phải nói là thuần về hero công kích như là Adam có tính chất công kích cao, Caitlyn, Lancer, Grace có những tính chất công kích, có những kỹ năng công kích, có một số hero khác nữa. Đó, như là Yates, vân vân, rất nhiều hero support chúng ta có những kỹ năng công kích. Sau khi mà dùng một kỹ năng đòn đánh cơ bản tiếp theo vào hero địch nha, vào hero địch không thể vào lính không vào các thứ khác. Vào hero địch sẽ tạo 100 giáp cộng thêm 15% máu cộng thêm của bạn. Tức là sao máu cộng thêm là cái máu mà các bạn lên đồ máu này nè, ví dụ lò ma thuật cộng mấy trăm máu đó. Cộng nó sẽ tính theo 15% và cộng thêm 100 nữa là nội tại của đồ vật phẩm này. Đó. Sẽ tạo vào lớp máu chắn cho bạn và đồng minh gần bên trong 2 giây nhá, đồng minh gần bên trong 2 giây và 10 giây hồi các bạn ạ. Tức là cứ mỗi 10 giây các bạn sẽ được một cái lượng giáp cho đồng đội để công kích. Rất lợi thế đối với những hero mở combat mà các bạn
đến lúc hoặc đến cái lúc nào đó các bạn cần thiết các bạn đấm vào phát Aran, đấm phát hay là hồi máu cho mấy thằng bên cạnh luôn, đúng không? Đang gần hết máu bỗng nhiên là có cục giáp nhiều đấy, đỡ được bao nhiêu đam chứ, đúng không nào? Một cái giây phút sinh tử của hero rất quan trọng. Cái thứ đầu tiếp theo mà mình muốn các bạn lên tức là có để phòng hờ những cái tình huống chúng ta khẩn cấp, ví dụ như là cái giáp vải, à tôi nói thẳng luôn đi là cái giáp vải Atlas. Giáp vải Atlas để làm gì? Đó, như các bạn đọc nội tại của giáp vải Atlas thì kích hoạt sẽ làm các kẻ địch gần bên giảm 65% tốc độ đánh của chúng trong 4 giây, cái cự ly 5 m, tức là trong bán kính 5 m quanh chân bạn này. Mình sẽ lên ấn này, hiệu ứng nó sẽ như thế này. Đấy, hiệu ứng nó sẽ như thế này. Đó, nó tỏa ra như thế và bạn sẽ cảm thấy rằng à mấy thằng cạnh bên nó có cái chữ trên đầu ấy là giảm tốc độ đánh. Đó, nó bị giảm tốc độ đánh thì sao? Giảm tốc độ đánh thì nó sẽ đánh chậm hơn. Ví dụ như là con Ramjo đánh rất là nhanh, nó dùng kim hài đánh rất nhanh, hay là Ringo, hay là Crew, hay là Iris đánh rất nhanh thì chúng ta không thể nào đỡ kịp lượng đam gây ra quá lớn, kinetic nữa, nhưng con AD lên đam cực kỳ nhanh. Đó, thì chúng ta làm chúng chậm lại về tốc độ đánh, chúng không thể gây sát thương nhiều nữa. Đấy là cái đủ thời gian 4 giây cho chúng ta kết liễu một con đam chính tem bạn. Rất lợi thế đối với đồ này. Đó, và những đồ có thể kháng được nó khi mà các bạn sử dụng ra bài lát, nếu như kẻ địch kích hoạt lò ma thuật hoặc khiên phản xạ thì họ sẽ miễn nhiễm, nó không bị dính cái va ba lát nữa. Đồ tiếp theo đây là đồ support nhé các bạn nhé, mình không nói hết những đồ ở đây. Đó là quang cầu. Quang cầu là một vật phẩm mà mình nghĩ là cũng khá khá bạn lên rồi. Khi là nó có nội tại là khi bạn nhận sát thương từ một hero địch thì các bạn bản thân bạn được tăng tốc độ di chuyển trong 3 giây, rồi các bạn gây 50 cộng thêm với 25% máu cộng thêm làm sát thương. Vâng, 25% máu cộng thêm của bạn, tức là bạn cộng thêm 1.000 máu thì bạn gây 250 sát thương, làm chậm các kẻ địch 200, làm chậm kẻ địch gần bên đi 5%, cộng thêm 0,02% máu cộng thêm nữa. Đấy, làm chậm rồi 5% và cộng thêm nữa, tức là nó sẽ tỏa ra, các bạn thấy không, nó sẽ tỏa ra, nó có một cái hiệu ứng tỏa ra rất là hay. Đấy là khi bạn bị nhận sát thương từ một hero địch thôi. Còn mình đang đánh public, mình đang đánh đấu tập nên không thể thấy được. Mình sẽ cho các bạn hiểu rồi, các bạn mua các bạn sẽ hiểu. Đó, trong 2 giây thôi và gây 25% lượng sát thương mỗi giây vào kẻ địch gần bên khi còn hiệu lực. Vâng, 25% lượng sát thương khi còn hiệu lực. Còn khi bạn nhận sát thương thì nó sẽ rất nhiều sát thương. Thế là support là một hero không có khả năng gây đam trong giao tranh. Các bạn nhớ rằng khi mà giao tranh thì chúng ta sẽ dọn sẽ có những cái lợi thế từ những cái item giúp chúng ta tăng sát thương ngoài cái đi những cái vật phẩm hoặc kỹ năng sẵn có của chúng ta. Quang cầu là một vật phẩm mà giúp chúng ta tăng sát thương rất lớn nha các bạn nhá. Nếu như đối với những hero nhiều máu thì chúng ta cực kỳ lợi thế trong tình huống như thế này. Cái đồ support mà mình khuyên các bạn lên đó là cái giày chiến tranh. Tại sao là cái giày chiến tranh? Nó giống như cái tù và ngày xưa, nhưng mà các bạn không không biết cái tù và thì thôi. Đó là giày, bản thân giày sẽ cộng 0,7 tốc độ di chuyển, cộng dồn, không cộng dồn các giày khác, nhưng giày nội tại sẽ cộng thêm 400 máu. Đó, các bạn trâu hơn nha. Mà khi kích hoạt thì đồng minh cạnh bên trong 2 giây sẽ được di chuyển nhanh. Tất cả nếu như các bạn đi cả 5 người thì 5 thằng nó đi luôn, đúng không? 5 thằng, đó, các bạn hiểu là 5 thằng chạy nhanh sẽ giúp cho chúng ta ổn định được vị trí trong combat, ổn định vị trí trong giao tranh. Rất nhiều ví dụ như AD lên cao quá hay là dừng ở xa quá chưa đến nơi chẳng hạn, thì các bạn ấn cái giày đấy thì đồng đội sẽ ngồi sẽ lao đến một cách rõ nhanh hơn, đúng không? Các bạn sẽ về những cái vị trí rõ ràng hơn. Hoặc là các bạn đuổi tem địch mà các bạn một mình bạn kích hoạt giày, ví dụ cái giày chiến binh hay là giày chim sa này, nó chỉ giày chạy một mình thôi, nhưng mà cái giày chiến tranh là chạy cả đội thì chúng ta sẽ tiếp cận được kẻ địch nhanh hơn, đó, thuận lợi hơn trong combat. Đấy, mẹo giúp toàn đội truy đuổi kẻ địch hoặc rút khỏi giao tranh này, đúng không? Đó, và một những cái đồ nữa mà sau khi nếu các bạn muốn lên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, đó là cái đồ quan trọng giúp chúng ta phát hiện tầm nhìn. Chúng ta có những cái tầm nhìn tốt trong một cái bản đồ, chúng ta kiểm soát rồng, kiểm soát rừng, kiểm soát các thứ, đó là siêu trinh sát 2000. Vâng, siêu trinh sát 2000. Thứ nhất là bạn sẽ được tặng hai camera miễn phí rồi khi bạn vào game.
thì bạn mua vật phẩm này bạn sẽ cộng thêm 3 camera nữa, đó là bạn có 5 camera trinh sát. Vâng, 5 cái camera trinh sát, mà mỗi camera trinh sát sẽ tồn tại lâu hơn 60 giây. Vâng, lâu hơn 60 giây. Camera trinh sát bình thường chỉ được 100 giây giao tồn tại 100 giây. Khi mà các bạn lên camera trinh sát này thì cái mắt của bạn tồn tại hơn, đó, 160 giây. Và nếu để muốn tiêu hủy cái mắt này phải đánh, bình thường mắt của bạn đánh 5 phát đúng không? Cái này đánh 8 phát mới hết. Đấy. Tức là các bạn lên cái đồ này thì mắt của các bạn sẽ trâu hơn, tồn tại lâu hơn và bạn có nhiều mắt hơn. Cái đồ này dành cho ai? Dành cho những tem mà chúng ta có kẻ địch là những hero đi gank nhiều, ví dụ như là Glay gank nhiều này, giúp bụi nhiều này. À, ví dụ như là Taka tăng hình nhiều này, Kettle tăng hình nhiều này, đúng không nhỉ? Flicker, tem bạn có Flicker là phải mua cái này, phải mua cái này. Ồ, cắm mắt khắp rừng luôn, cắm mắt không cho nó đi đâu cả, khắp sông, khắp rừng, khắp đồ rừng bạn, kiểm soát rừng các thứ. Chúng ta sẽ được lợi thế hơn rất nhiều khi và xảy ra giao tranh. Và nội tạng của vật phẩm này sẽ là cộng 450 máu tối đa, cộng 4,5 hồi năng lượng và 20% giảm thời gian hồi chiêu. Vâng, tức là vật phẩm này sẽ rất quan trọng đối với những chúng ta khi mà cần tầm nhìn. Các bạn lưu ý nhá, cái này mình ít thấy mọi người lên, nhưng ngày xưa ấy, khi mà nó mới ra bọn mình lên nhiều lắm, mình lên gọi là tem bạn gọi là đập mắt tha hồ luôn, tha hồ đập mắt luôn, Flicker cực kỳ thích lên cái này. Ok, từ cuối cùng trong đồ support, không phải cuối cùng đâu, mình nói nhầm đấy, đó là cái găng tay vô hiệu. Cái găng tay vô hiệu này nó có cái gì hay, đó là khi các bạn kích hoạt bắn một luồng đạn đến một hero địch phát nổ ngay sau khi trúng mục tiêu, đúng không? Tức là các bạn bắn một cái đạn ra đấy, nói chung là một cái chiêu đấy, coi như một cái chiêu có thể gây sát thương, đúng không? Cái hero đấy sẽ bị khóa vật phẩm, tức là không thể kích hoạt những cái item đã mua trong vòng 4 giây và gây sát thương phép tương đương với 100 sát thương ở cấp độ thứ 12 cộng thêm 15% máu tối đa. Thực sự cái sát thương này nó không đáng bao nhiêu, quan trọng cái vấn đề là các bạn nên nhớ này. Khóa vật phẩm trong 4 giây nha, khóa trong 4 giây là sao? Tức là hero SP ví dụ như Caitlyn tem bạn nó lên hết full item rồi, xuống quần tơi trẻ, giáp lò ma thuật rồi, giáp bài Atlas các thứ, nó lên giày các thứ, mình bắn cái đấy vào nó, thế là nó khỏi dùng hồi máu cho đồng đội luôn, nó khỏi dùng luôn, đúng không? Tức là đây là một vật phẩm khắc chế những hero support mà lên đồ như thế này, nó khắc chế hero support khi mà chúng ta lên đồ này và chỉ có 35 giây hồi chiêu thôi, tức là mỗi giao tranh các bạn thoải mái dùng một con support vỡ mồm thằng em luôn. Ok. Đấy, vừa rồi là những đồ support, còn một số đồ support nữa mình nghĩ là nó cũng có hiệu ứng khống chế, đó là xích băng. Xích băng làm gì? Xích băng nội tại cộng 600 máu và 20% tốc độ đánh thôi, nhưng khi mà lên đồ này thì đòn đánh cơ bản của bạn nếu như là hero tay dài thì nó sẽ là 20% làm chậm, còn nếu như hero tay ngắn sẽ là 35% làm chậm. Để nói cụ thể hơn cho các bạn biết thì mình sẽ có một cái món đồ phép, đó là đao băng. Đó, đao băng khi mà Sky lên cái này thì bắn sẽ gây sát thương phép sẽ làm chậm các bạn ấy, gây sát thương sẽ chỉ làm chậm đi 25% thôi. Còn cái này đối với hero mình thấy hero đi rừng lên rất nhiều, nhưng với một số hero support như là Finn này, như là Yates này, như là Adan này, nếu lên cái này thì đấm thằng nào thằng ấy làm chậm vỡ mồm luôn các bạn ạ. Nên các bạn nhớ rằng khi mà lên đồ này thì các bạn tùy cơ ứng biến, tức là mình không hướng dẫn các bạn bắt lên đồ nào, mình chỉ nhớ các bạn chỉ nhớ rõ ràng thôi. Súng quần tơi trẻ là một vật phẩm đầu tiên chúng ta lên đồ, đầu tiên, ưu tiên đầu tiên luôn, bởi vì hồi máu sẽ là rất quan trọng. Thứ hai đó là lò ma thuật giúp chúng ta cản trở được khống chế của kẻ địch. Đó, tiếp theo những cái đồ chúng ta nên phụ tùy theo tình huống và những hero chúng ta chơi, đó là khiên thần tốc hay là cờ ma thuật, đúng không nào? Và cuối cùng đối với những tình huống chúng ta gặp hero đam chính có tốc độ đánh cao thì chúng ta sẽ lên giáp Atlas. Ngoài ra đầu game thì các bạn đừng quên lên khế ước bảo hộ. Khế ước bảo hộ là gì? Tức là khi đồng minh của các bạn tiêu diệt một con quái to hoặc là tiêu diệt một con quái rừng thì bạn và đồng minh của bạn sẽ được hồi 75 máu và 10 năng lượng, giúp chúng ta trụ ở đường lâu hơn. Đó. Thứ hai đó là cái khế ước hộ vệ. Thường cái này ít người lên. Thường khi trong giao tranh nó sẽ tích trữ được 2 điểm và 15 giây hồi một tích trữ. Thì các bạn ấn vào sẽ gây tạo 120 máu chắn, tức là 120 cái giáp chắn giống Adan ấy vào kẻ địch. Khế ước máu rồng thì trong một thời gian ngắn kích hoạt thì hero địch gần bên bạn sẽ bị đánh dấu trong 3 giây. Đó, đòn đánh cơ bản tiếp theo của đồng minh của bạn sẽ hấp thụ con dấu vật
làm chậm kẻ địch đi 30% trong 2 giây, gây 100% sát thương phép cộng thêm trong 10 giây hồi, tối đa 2 tích chữ. Vật phẩm này nó to đó các ông, tí tôi lên đồ này nhá. Tôi mà chơi hôm sau tôi lên cái khế ước máu rồng rồi tôi ngồi tôi đi ganh rừng đúng không? Các ông ngồi lên cậu ấn vào con này mấy thằng kia vỡ mồm hết luôn. Khế ước hộ vệ dành cho những hero thích ngồi đánh đấm các kiểu. Tôi thấy các pro vẫn ít khi lên hai cái này lắm ông ạ. Tôi bây giờ tôi sẽ ngồi lên hai cái này cho các ông xem. Đấy. Đó, ngoài việc lên đồ ra thì chúng ta sẽ phải xử lý một số vấn đề nữa. Đó là khi mà chúng ta combat chúng ta phải biết kiểm soát đường. Như chúng ta thấy thì khi mà combat chúng ta phải đi ra đường mid. Tại sao chúng ta lại bị đi mid mà không như các game khác chúng ta đi bot hay đi top? Đó là vì lý do chúng ta được lợi thế từ con sông. Khi mà các bạn xuống sông ấy thì khi các bạn đi theo chiều sông từ mid ra hai đường top và bot thì các bạn sẽ được tăng tốc độ di chuyển. Đó, vì thế SP sẽ ra mid. Và cái điều thứ hai là SP không farm, SP chúng ta không farm tiền, vì thế chúng ta không kiếm tiền từ quái rừng hay là quái lên, mà chúng ta sẽ ngồi hưởng lợi vàng từ đường chính, đó là mid. Bởi vì tại sao là mid? Thứ nhất là mid quái ra nhiều hơn. Quái ở mid cứ khoảng hai mấy giây sẽ ra một lần, bởi vì đường mid nó ngắn hơn và quái sẽ ra nhanh hơn. Đó, các bạn sẽ được một cái lượng quái dồi dào hơn và ăn được nhiều tiền hơn. Khi mà đường mid của bạn farm chuẩn, farm hết lính thì bạn sẽ được 50% số vàng đó. Đó. Còn thứ hai đó là chúng ta phải biết quan sát. Khi mà quan sát, chúng ta quan sát ở trên top và mid. Nếu như top và mid chúng ta thứ nhất là bị đẩy đường, bị ép cao quá, hay là đường của chúng ta đẩy cao quá mà không có ai trông, hay là không cắm mắt các thứ, thì chúng ta phải lao xuống ngay hỗ trợ đồng đội. Đó, như một số tình huống tôi cho các bạn thấy là tôi lao xuống mà không cứu được G-Wan đó. Thì chúng ta nên biết dự đoán tình huống. Tại sao phải dự đoán tình huống? Ví dụ như các bạn đang ở mid, các bạn thấy một đứa ở đây ở top đang solo với một đứa, thì các bạn thấy hai đứa thôi, còn ba đứa nữa đâu, đúng không? Ở top có thể thứ nhất là các bạn phải ngồi kiểm tra rừng xem như thế nào, chúng ta phải ping cho đồng đội xem là mất dấu kẻ địch. Tại sao là mất dấu? Bởi vì chúng ta phải biết dự đoán tình huống. Khi mà chúng ta có ba hero địch không xuất hiện thì khả năng rừng và bot của các bạn sẽ bị gank, hoặc một đường nào đó các bạn bị gank, hoặc chính các bạn ở đường mid sẽ bị gank ngay lúc đó bởi bốn thằng. Một thằng đang đứng cộng ba thằng nó đứng núp rút bụi đúng không? Vì thế chúng ta phải kiểm soát tầm nhìn rất là tốt, cực kỳ là cẩn thận trong từng bước đi của chúng ta. Bởi vì support không phải là hero để chúng ta gây đam, support không phải là hero chúng ta ngồi chỉ đỡ đòn đồng đội không. Chúng ta còn phải là người xây dựng chiến thuật, chúng ta phải là người hỗ trợ đồng đội về tình huống khẩn cấp. Cái tiếp theo các bạn lưu ý khi chơi support đó là ưu tiên đam chính nhá. Các bạn đừng nên ưu tiên những hero rừng, đi rừng và ngồi búp ra cho họ, chỉ tùy từng tình huống khi họ sắp chết hoặc là họ gặp khó khăn trong combat thôi. Còn ưu tiên của các bạn sẽ là ưu tiên những hero đam chính mà gây lạng lượng đam nhiều nhất và lên ít giáp nhất. Trong trường hợp này mình sẽ bảo vệ Silas. Một số tình huống bảo vệ Silas đó, các bạn thấy có thể là chúng ta ngồi cứu Silas được khỏi những cái tình huống chết chóc, giúp Silas không bị mất tiền vàng. Đặc biệt những hero lên đam chính sẽ có rất nhiều mạng, và nếu như sát đào có thể bù lại một lượng tiền cho đội địch rất nhiều. Nói tôi đơn giản thôi, nếu như các bạn tầm khoảng 5-6 mạng, 7 mạng, 8 mạng thì các bạn ngồi đánh chết nó sẽ là 1.000 vàng. 1.000 vàng nó không ít đâu các bạn ạ. 1.000 vàng cho một hero là quá nhiều. Đó, cái tiếp theo các bạn là trụ đường. Khi các bạn trụ đường, khi mà ở đường, ví dụ ở top vừa chết chẳng hạn, các bạn lên các bạn không cứu kịp, các bạn hoặc là ở bot chết các bạn xuống các bạn không cứu kịp, các bạn phải chặn đường lính không cho họ đẩy. Ví dụ các bạn có lượng máu trâu, các bạn chặn đường lính không cho hero địch đẩy, bởi vì bạn không hề có sát thương. Nếu như bạn có khống chế, bạn khống chế đương nhiên nó sẽ gây một cái lượng đam đáng kể cho hero địch, nhưng mà họ sẽ tiếp tục họ đẩy đường, họ sẽ ăn lợi cho chúng ta một ít máu của trụ rồi, nên chúng ta phải ngồi cản lính không cho họ ngồi ăn, ngồi đẩy đường nữa. Cái tiếp theo các bạn nên ghi nhớ đó là kiểm soát dòng. Kiểm soát dòng rất quan trọng ở phần từ giữa game đến cuối game, bởi vì chỉ cần sơ suất một tí thôi chúng ta sẽ mất con dòng mà chúng ta mất lợi thế trong combat ngay. Dòng Godwing sẽ tăng cho chúng ta giáp và một số những cái chỉ số cơ bản của cơ thể. Còn dòng Black Core sẽ cho chúng ta cái khả năng ngồi có một cái khả năng đẩy trụ mid rất là nhanh, rất là mạnh mẽ ở đây. Khi vì thế nên chúng ta phải cố gắng xem đó là làm thế nào để chúng ta kiểm soát trận đấu tốt nhất. Đúng không nào? Đó, bảo vệ đồng đội, chặn đam cho đồng đội, đúng không? Chặn đam cho đồng đội để cho đồng đội không chết. Ví dụ như ulti của Silas chúng ta ngồi có thể đỡ đòn luôn. Chúng ta biết là chúng ta trâu máu chúng ta đỡ luôn đòn. Đúng không nhỉ? Một số tình huống các bạn nên lưu ý như vậy.
Đó, đó là cách mà chúng ta chơi support. Chúng ta chơi support thật là chuẩn vào. Như vậy thôi, và chúng ta kết thúc video ở đây rồi. Còn nếu các bạn thích thấy hay, hãy like, share video cho các bạn newbie cùng biết để chúng ta có thể chơi game này tốt hơn. Đúng không? Hẹn gặp lại các bạn trong những cẩm nang VNGLORY lần tiếp theo.